Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức sau đây là phần điểm tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, cây bút quen thuộc trong cộng đồng người Việt Nam chúng ta tại hải ngoại và tại quận Cam, đó là nhà báo Bùi Bảo Trúc đã qua đời vào hôm 16 tháng 12 tại miền Nam California, thọ 72 tuổi. Ông còn có bút danh là Bảo Lâm. Ông sinh năm 1944 tại miền Bắc Việt Nam và di cư vào năm 1954. Ông Bùi Bảo Trúc học trung học ở trường Chu Văn An, Sài Gòn, rồi sang New Zealand du học. Ông về nước năm 1967. Ông làm việc cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó là phát ngôn viên chính phủ đến năm 1974, rồi được cử qua London làm việc. Sau biến cố năm 30 tháng 4 năm 1975, khi miền Nam thất thủ, ông từ London qua Canada sống một thời gian ngắn, rồi sang Washington DC làm việc với ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Từ năm 2002, ông rời đài VOA về sống tại Nam California, tiếp tục làm việc tại đài Lý Đô Sài Gòn Radio, từng báo Việt Thai, đồng thời là gương mặt quen thuộc trên đài Hồng Việt TV. Đại sứ Mỹ quan ngại về án tù cho hai nhà hoạt động. Đại sứ Mỹ Hoa Kỳ tại Việt Nam là Ted Osius vừa ra thông cáo bày tỏ quan ngại sâu sắc về bản án nhiều năm đối với hai nhà hoạt động dân chủ Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng. Hôm 16 tháng 12, tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xử cựu trung tá Trần Anh Kim 13 năm tù và ông Lê Thanh Tùng là 12 năm tù tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo như điều 79 Bộ luật hình sự. Hai ông đã bị bắt từ tháng 9 năm 2015. Ngày 19 tháng 12, trong thông cáo ra tại Hà Nội, đại sứ Osius đã viết rằng Tôi quan ngại sâu sắc về việc tuyên án 13 năm tù và 12 năm tù lần lượt đối với các nhà hoạt động ôn hòa Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng, theo Điều 79, Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Đại sứ Ted Osius nói Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam hãy thả những cá nhân này và các tù nhân lương tâm khác và cho phép tất cả cá nhân tại Việt Nam thể hiện quan điểm chính trị của mình mà không lo sợ bị trừng phạt. Chúng tôi cũng thúc giục chính phủ hãy đảm bảo các đạo luật và hành động của họ thống nhất với các điều khoản về nhân quyền trong hiến pháp của Việt Nam và các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam chưa có phản hồi gì về phát biểu của đại sứ OCS. Theo như cáo trạng, thì ông Trần Anh Kim, 67 tuổi, là cựu trung tá quân đội, có ý tưởng thành lập tổ chức lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ, với lực lượng nồng cốt là sĩ quan và hạ sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Mục đích lật đổ chế độ hiện nay để thành lập một nhà nước dân chủ. Ông Kim tự xưng chủ tịch và đề cử ông Lê Thanh Tùng, một cựu sĩ quan quân đội khác, làm phát ngôn viên tổ chức nêu trên. Hai ông dự kiến ra mắt tổ chức trên mạng Internet hôm 21 tháng 9 năm 2015, nhưng đã bị lực lượng an ninh bắt và khởi tố. Trước đó, thì ông Trần Anh Kim từng bị án tù 5 năm 6 tháng, trong thời gian từ 2009 cho đến 2015, cũng với tội danh quy định tại Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Sinh năm 1949, ông Kim từng mang quân hàm trung tá, giữ chức bí thư đảng ủy quân sự, phó chỉ huy chính trị ban quân sự thị xã Thái Bình. Ông là thương binh, đã được tặng thưởng nhiều quân quy chương. Ông được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, trao giải thưởng Helmut Hammett vào năm 2009. Kính thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã tiếp đã theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi và xin cảm ơn quý vị và xin chào gặp lại vào trong chương trình kỳ tới. <laughs>